Thích gì nhất luôn? Gái. Gái hả? Vậy con thích gái đẹp hay gái xấu? Gái độc. Trời, gái độc là gái sao? Có duyên á. À, có duyên hả? Vậy thích vô duyên không? Còn lâu. Vậy con có duyên mà muốn người yêu của con có duyên? Không. Trời, mày không có duyên sao mày kiếm được người có duyên chứ? Điều này chưa nghĩ tới. Mày biết mẫu người của ba là sao không? Không, nó nhẹ nghe chơi. Sao ba? Ba thích mẫu người sống tâm lý. Ừ, tâm lý. Cái gì nữa? Không cần cao ráo gì đâu. Ừ, không cần chân dài. Ủa mà sao vậy? Chân dài tốn tiền quá. Ừ, hợp lý. Con cái nữa ba rất là thích. Thì nói đi. Ba thích người nào có ánh mắt đẹp nữa nè. Bị lé được không? Ủa vậy chứ mày thích lé không? Hả? Không. Vậy sao mày kêu tao thích? Mày khùng hả? Ừ. À, hello, bị khùng. Mà tại sao ông lại thích người có ánh mắt đẹp? Người ta hay nói yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mà giờ tao nói mày mắt nó không đẹp mà vừa lé nữa. Làm sao biết họ nhìn mình yêu họ? Thấy không? Ừ. Đâu không coi tôi có bị lé không? Nè, tôi có bị cận không? Không, không, mày bị viêm cánh nè. Hả? Xạo. Bà nói giỡn thôi. Ừ, tôi biết mà. Ông chỉ giỡn thôi nhưng mà xạo. Sao mày nói ba mày xạo hoài vậy? Ừ. Vậy chứ con mắt của mẹ có đẹp đâu mà tại sao ba cưới mẹ? Hả? Nè, để ba kể cho con nghe. Hồi xưa mẹ con bị cận. Cận nặng không? Cũng nặng dữ lắm. Ừ, rồi sao nữa? Rồi cái kể từ khi mẹ con lên Mẫn Mẫn Len mua mấy cái contact len gì đeo. Contact len ở Mẫn Mẫn hả? Đúng rồi, đẹp dữ lắm. Trời, mẹ bị cận mà cũng đeo contact len được nữa hả? Được luôn, người không cận hả, cận gì đeo cũng được hết, dù nặng cỡ nào cũng đeo được. Ừ, cho con đeo với. Mày đeo ma coi với ai coi. Ý, không chịu đâu. Chịu chịu kệ cha mày, mệt quá. Ủa, Mẫn Mẫn bán contact len nhiêu cặp vậy ba? 140 cặp. 140 cặp hả? Ừ, có tặng kèm luôn khay gương dụng cụ. Ngon vậy? Ừ, ngon sao ngon. Nè, cho mày miếng nè. Ở bên Mẫn Mẫn Len có giấy tờ chứng nhận của Bộ Y tế luôn, mà đã cái thường xuyên có những event khuyến mãi nữa. Ngon lắm. Ở đâu mà ngon? Thì ở cửa hàng 96 cây keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh á. Có nhiều màu để chọn không? Đầy đủ hết, đen, nâu tự nhiên, nâu tây, xám tây, xanh dương, xanh lá hồng, đỏ tím gì có hết. Cận chục độ đeo luôn được không? Được luôn, từ 1 tới 10 độ đeo được hết. Mắt lé đeo được không? Được luôn. Lỡ bị cận hai mắt không đeo độ, có len đeo không? Có luôn, có len trong suốt chuyên dành cho người bị cận thị muốn đeo len nhưng mà không bị lộ. Mấy người mắt đẹp có đeo được không? Đẹp đeo chi nữa mày? Thì đeo cho nó đẹp hơn. Được luôn. Vậy rồi con đeo có được không? Con muốn làm cầy không? Thôi.